càng lớn, chuyến hành trình của chúng ta càng xa hơn để sống đúng với hai từ tuổi trẻ. Ta nỗ lực cố gắng từng ngày, lan tỏa niềm vui, sự nhiệt huyết và cống hiến hết mình. Bước chân ta tới những vùng đất mới, học được nhiều điều tốt đẹp ở nơi đó. Và thứ ta học được nhiều nhất, có lẽ là cách cho đi và nhận lại. Ở nơi đó cho ta cảm giác yên bình của thiên nhiên, nét hồn nhiên của tuổi thơ. Ở một khoảnh khắc, ta bắt gặp một nụ cười, một bóng hình cần mẫn chất chứa trong những giọt mồ hôi. Ta lặng lẽ ngắm nhìn ngọn lửa ấm áp, cảm nhận ngọn lửa của sự ngọt ngào, chắc chiêu, truyền thống. Và ở đâu đó, vẫn luôn có một bếp lửa ấm áp vẫn đang chờ ta quay về. Với tôi, bếp lửa ấy chất chứa tình yêu thương đông đầy. Một bếp lửa có cả tiếng cười, yêu thương, kỷ niệm, chăm sóc, động viên, niềm vui ngọt ngào và cả nỗi nhớ. Dù sau này chuyến hành trình của bạn xa đến đâu, vẫn luôn có một bếp lửa cháy mãi niềm hạnh phúc và ngọt ngào chờ bạn trở về. Thô Nô, vị ngọt đất Thất Sơn.